Cô ơi, cô cho tôi xin vài đồng. Dạ, em chào chị ạ. Mọi người ơi, mình đang đi cà phê ấy, thì bắt gặp chị. Trông chị có hoàn cảnh rất là khó khăn, thương lắm. Có vẻ như chị cũng là người khuyết tật nữa. Mình cùng hỏi thăm chị nhá. Chị ơi, bọn em có một chút gọi là muốn giúp đỡ chị ạ. Chị cầm giúp bọn em nhá. Cảm ơn cô, đội ơn cô lắm. Mấy ngày nay tôi không có gì để ăn rồi. Chị không có nhà, không có việc làm luôn ạ. Chân tôi có tật nên không ai thuê cả. Tôi lại có con gái phải nuôi mà cũng không có nhà để ở cô ạ. Nên hai mẹ con cứ vất vưởng khắp nơi, ai cho gì để ăn lấy thôi ạ. Thương quá. Mọi người ơi, có rất nhiều hoàn cảnh còn khó khăn. Mọi người cùng giúp đỡ chị nhá. Chị cứ yên tâm ạ, em sẽ kêu gọi mọi người giúp đỡ chị. Thật đó cô. Đội ơn cô lắm ạ. Dạ không có gì ạ. Mình sẽ để số tài khoản ở trên trang cá nhân. Mọi người cùng quyên góp giúp đỡ chị gái đáng thương này nhá. À, mình còn nhận cả đồ đạc nữa. Nên là ấy, mọi người cứ yên tâm, tin tưởng mình sẽ đưa tận tay cho chị. Chị yên tâm nhá. Vâng ạ, cảm ơn cô. Nhiều người khổ thật đấy. Mình phải thích đức cho đời mới được. Anh Hoàng làm cái gì mà cứ chạy như ma đuổi thế nhở? Anh Hoàng, anh mặc quần áo ra đây làm gì? Anh đi du lịch à? Tiền đâu mà đi du lịch, tao đi quyên góp làm từ thiện đấy. Quyên góp từ thiện á? Em thấy phường có phát động gì đâu nhở? Mà sao anh mang đi quyên góp từ thiện? Sao anh không mang quần áo của anh đi? Anh lấy quần áo của em làm gì? Thì tao góp công, mày góp của. Vậy là vừa đẹp còn gì. Nhưng mà anh đi ở đâu? Quyên góp cho ai? Thì nãy ấy, tao xem một cái clip trên mạng. Có cái cô này á, cô đáng thương cực kỳ. Hoàn cảnh thì éo le. May mà có một chị ấy giúp đỡ nhá. Xong là chị còn kêu gọi là mọi người cùng nhau giúp đỡ ủng hộ cô ấy nữa cơ. Nên là tao tính là quyên góp vào chỗ quần áo này cho cô ấy, kèm theo ít tiền nữa. Vậy cũng tốt đấy. Nhưng mà chị ấy là phụ nữ mà. Anh em mình mặc quần áo nam đi làm gì? Ờ nhỉ. Giờ làm nào rồi? À, lấy đồ của mẹ. Anh ăn gan ngủ một gấu à? Mẹ làm sao mà biết được. Này nhá, mẹ đẩy quần áo. Có những cái nhá, mẹ mặc có mỗi lần. Rồi có những cái nhá, mẹ còn chưa cất vác cơ. Lấy vài cái làm sao mẹ biết được. Mà mẹ có biết ra, chắc chắn sẽ khen tao mày tốt bụng. Nghe cũng hợp lý đấy. Thôi anh vào đi, để em canh cho. Mày nhớ canh thì cẩn thận rồi nhá. Các em đến để quyên góp à? Dạ vâng ạ. Thế có mỗi chỗ quần áo này thôi à? Bên chị nhận nhiều quá rồi mà mang đi cũng lỉnh kỉnh. Thế nên là chắc thôi hai em ạ. Chị cảm ơn nhá. Chị ơi. Hả? Tại bọn chị không báo trước nên là em đã lỡ mang đến đây rồi. Mà toàn đồ mới thôi chị ạ. Mẹ em chưa mặc tới. Có cái còn mini mark cơ chị ạ. Ừ thế thôi, các em ý đã đến đây rồi, thôi chị nhận. Cảm ơn nhá. À chị ơi, đây nữa, bọn em còn một ít phong bì. Phong bì à? Ừ, cứ đưa chị cầm, yên tâm nhá. Chị ơi, cứ đưa như vậy là xong ạ? Em tưởng là chị phải ghi chép lại chứ, nếu mà bỏ sót thì sao ạ? Cái thằng bé này, hỏi lạ lùng thế. Chị là làm từ thiện chuyên nghiệp rồi, chị đi rất nhiều nơi, chứ không phải nghiệp dư đâu mà sót được. Chị trao tận tay cho cô ấy. Thậm chí chị còn bỏ thêm tiền của mình vào ấy chứ. Mà các em không tin ý, thì thôi, phong bì này chị trả lại, đồ chị cũng trả lại luôn. Chứ không á, lại mang tiếng chị ra. Bọn em không có ý đấy đâu chị ạ, chị cứ cầm đi ạ. Em trai em hay thắc mắc vậy mà, chứ bọn em là cũng mong muốn là có nhiều người được giúp đỡ. À thôi, bọn em không làm phiền chị nữa. Ừ, thế chị cảm ơn nhá, dạ. Hai em về nhá. Em thấy bà ấy khả nghi lắm. Anh không thấy, thái độ của chị ấy rất lạ. Trời ơi, khả nghi cái gì? Khả nghi chỗ nào? Hả? Người ta đi làm từ thiện, bỏ công bỏ sức ra, mày còn nghi ngờ người ta à? Mày làm như thế là phải tội đấy nhá. Mà kiểu gì chị cũng đưa tận tay cho cô kia cơ mà. Đến lúc đấy mà không thấy thì mình hỏi. Mà thôi cho mày bày quá đi. Suốt ngày cứ thám tử thám tiết thì nghi ngờ.
Mọi người ơi, sau một thời gian nhận quyên góp của mọi người thì mình đã nhận được rất nhiều tiền và hiện vật đây ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ trao tất cả cho chị Mai. Trên đây là 60 triệu tiền mặt cùng với rất nhiều quần áo và đồ ăn. Em gửi chị nhá. Chị cầm đi ạ. Thì không biết là chị có muốn nói gì với những người mà có lòng hảo tâm giúp đỡ mình không ạ? Tôi đã nhận được tiền và cảm ơn lòng hảo tâm của mọi người ạ. Dạ, như vậy là tôi đã trao lại tận tay cho chị Mai rồi. Thì mong là chị có thể trang trải cuộc sống, không phải đi ăn xin, cũng không phải sống lang bạt nữa chị nhá. Thì nhân tiện đây thì tôi cũng muốn kêu gọi quyên góp ủng hộ một lần nữa. Hiện tại thì lũ lụt miền Trung đang gây thiệt hại rất là lớn. Nên là tôi vẫn đang nhận đóng góp ủng hộ mọi người để giúp đỡ bà con miền Trung. Tôi sẽ đến tận nơi để trao tiền cho bà con miền Trung ạ. Hy vọng là mọi người có thể ủng hộ giúp bà con miền Trung nhé. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hiện tại thì mình đang ở miền Trung rồi. Thời tiết bây giờ rất là xấu mọi người ạ. Nhưng mà chúng mình đã rất cố gắng để trao tận tay tiền cho bà con miền Trung. Xin chào mọi người nhá. Ở đây mưa quá mà mình chẳng ướt người thế nào cả. Ơ này, chúng mày là ai đấy? Sao xông được vào đây hả? Mọi người đừng đưa tiền cho chị ta. Chị ta là lừa đảo đấy. Chị ta đang ở Hà Nội chứ chẳng phải ở miền Trung mưa bão gì hết. Chúng tôi mà không vào đây thì làm sao mà biết được anh chị giở chiêu trò chiếm đoạt, lừa đảo số tiền mọi người đã quyên góp ủng hộ được. Này, sao chúng mày lại biết hả? Chúng tôi không chỉ biết mảnh khóe gì đâu, chúng tôi còn biết cả chị Mai, người mà anh chị đã lừa đảo, hòng chiếm đoạt số tiền mọi người đã ủng hộ chị ấy đấy. Chị có phải là chị Mai không ạ? Em tưởng là mọi người đã ủng hộ chị tiền rồi chứ. Thực ra chị không được nhận một cái gì cả. Tất cả là hai người đó lấy hết. Đúng như em dự đoán, hai người đó chính là lừa đảo. Chị có thể kể lại những chuyện gì đã xảy ra được không ạ? Xong rồi, em diễn quá đỉnh luôn đấy. Xong rồi đây à? Kìa, sao cô cho tôi rồi, cô lại lấy lại à? Bà chị nghĩ là tôi cho bà chị thật á? Đừng có mơ nhá, đi ăn xin mà đòi xôi gấc à? Nhưng mà thôi không sao, bà chị cứ yên tâm. Đợt này á, tôi có phi vụ lớn lắm. Đợi người ta ấy ủng hộ nhiều nhiều một chút, bà chị kết hợp, tôi sẽ trả công cho nhá. Không, không, tôi không đi lừa đảo người khác đâu cô. Này, thân lừa nặng đấy à? Được tiền không muốn, hay muốn tôi cho què nước cái chân này à? Bà chị chẳng cần làm gì, chỉ cần lên nói theo những gì bọn tôi bảo, thế là được tiền mang về mua đồ ăn cho con, sướng thế còn gì nữa. Nhưng nghĩ cái gì, không nói nhiều đâu nhá. Hai hôm nữa bọn này quay lại, bà chị mà trốn ấy, bọn tôi mà tìm được ấy, bà chị như xương với tôi đấy. Giờ đi lượn đấy à? Mà thôi, đây này, cho 10.000, mày mua gì mà ăn? Lấy không? Lấy đi! Cầm lấy đi nhanh lên! Em ơi, quả này giàu to rồi, ủng hộ lỗ miền Trung cơ mà! Xong vụ này nhá, vợ chồng mình chim cút xôi xéo, đố ai mà tìm ra! Chuẩn luôn! Sao cô bảo 60 triệu mà? Ừ, thì là 60 triệu đấy. Nhưng mà không phải của bà chị, công sức của chúng tôi thì là của chúng tôi chứ. Thích đòi hỏi không? À đấy, có đống quần áo kia, mặc được thì mang về. Nhưng mà chỗ quần áo này rách hết cả rồi. Tôi hỏi bà nhá, bà làm ăn xin, bà mặc quần áo lành lặn ý thì ai cho bà tiền nữa à? Mấy cái đồ đẹp đẹp ý thì vợ chồng tôi đã gom lại đem thanh lý đồ si rồi, cũng được ối tiền. Còn đống nhà quê này cho bà đấy. Mà cũng không hiểu sao nhá, bọn nó đi từ thiện
mà nó toàn từ thiện với cái đồ này. Đang ra bọn nó phải đưa từ thiện với cái đồ xin xin chứ lại. Anh chị làm như thế là lừa đảo đấy. Tôi báo công an đấy. Này, báo công an á, ai tin một người như bà mà báo. Mà đấy, tôi tách bà báo đấy. Bà lại không biết bọn này là ai rồi. Ngoan nhé, thì bọn tôi cho vài đồng mà tiêu. Còn không thì tôi cho bà mất wifi luôn đấy. Mà mọi người cũng chẳng biết bà là ai. Cũng chỉ là mất tích một người ăn xin thôi mà. Biết như nào? Hả? Như nào? Chúng tôi đã biết hết chiêu trò của chị rồi. Anh chị cũng thất đức thật sự luôn đấy. Đã lợi dụng người khuyết tật lại còn đe dọa họ nữa. Gắn mác đi từ thiện nhưng thực ra là biển thủ hết tiền, lại còn dở mấy cái trò mèo này nữa. Thế rốt cuộc là chúng mày muốn gì? Chúng mày định phá hoại chuyện làm ăn của vợ chồng tao à? Chúng mày định đẩy vợ chồng tao xuống đáy xã hội đúng không? Nhưng mà xin lỗi mày, vợ chồng tao ấy từ đáy xã hội mà đi lên. À, hay là chúng mày ghen tị với vợ chồng tao kiếm được nhiều tiền quá. Này, đây ấy, người ta gọi là ăn xin online. Không phải ai cũng làm được đâu. Nếu chúng mày muốn học ấy, thì sang vợ chồng tao dạy cho. Sao phải vá vợ chồng tao như thế cả? Chúng tôi không thèm học cái trò bẩn thỉu đấy của anh chị. Ngày hôm nay, chúng tôi đến đây để đòi lại số tiền mà chúng tôi đã ủng hộ. Đồng thời thay mặt tất cả mọi người đã ủng hộ tiền cho anh chị. Gọi là tất cả mọi thứ. Này cái thằng kia, mày có quyền gì mà đòi tiền hả? Bây giờ ấy, chúng mày đưa tiền cho tao, có đòi lại bằng mắt à? À mà đúng rồi, làm gì có ghi chép gì tao nhận tiền của mày đâu. Chị vẫn không chịu nhận lỗi đúng không? Chúng tôi cứ tưởng anh chị làm việc tốt nên mới ủng hộ tiền cho anh chị. Nhưng hóa ra số tiền ấy lại được anh chị dùng sai mục đích. Ngày hôm nay mà anh chị không trả lại tiền cho chúng tôi ấy, thì á, tôi sẽ cho anh chị đi tù. Anh chị còn lấy danh là quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Mọi người chưa đủ khổ hay sao mà anh chị lại làm mấy cái trò mèo này hả chị Linh? Ly nào? Tao là Ly Ly. Chúng tôi đã sớm báo lại về công an về hành vi của chị rồi. Và họ cho biết chị và anh Cường đây đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhưng mọi lần ấy chỉ là số tiền nhỏ và trả lại là xong. Nhưng đây là một số tiền rất lớn. Anh chị lại còn kêu gọi công khai nữa, sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người. Anh chị cứ xác định đi. Mày không làm gì được. Té đây. Trời ơi, có mà chạy đằng trời nhá. Đáng đời cái đồ lừa đảo. Mà chắc từ giờ á, tao chẳng dám giúp đỡ ai nữa đâu. Mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi. Thực ra việc mình quyên góp và ủng hộ cho người nghèo hoặc lũ lụt là việc tốt mình nên làm mà anh. Nhưng mình cần phải cân nhắc địa chỉ, cá nhân và tổ chức uy tín để gửi tiền. Chứ không phải ai cũng đứng ra kêu gọi là ok hết đâu anh. Những người lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi ấy, sẽ phải nhận hậu quả thôi. Họ cũng chỉ là con sâu làm dầu nồi canh thôi mà. Đừng để vì họ mà những người khó khăn thực sự không nhận được sự giúp đỡ anh ạ. Trời đất ơi, nghe triết lý ghê nhỉ. Mà cũng đúng đấy. Từ giờ ấy, tao sẽ phải tỉnh táo hơn để lòng tốt của tao ấy không bị những kẻ xấu lợi dụng nữa. Còn bây giờ ấy, đi lên phường lấy lại tiền cho chị bà. Đi.